Rồi, phơi nắng, sáng phơi nắng cho mấy mấy em Barbie. Mình phơi nắng gì lát nữa làm giống tốt lắm anh em. Chối không thấy gì chân chạy. Mình xuống được 4 ổ. Ổ được 3 con anh em ơi. Ổ này được 4 con. Nắng quá không thấy được. Tối quá. Mấy anh này chạy đâu đây? Ơi mình canh nó nha anh em, không canh nắng quá nó sốc nhiệt mệt lắm ạ. Phơi gì lát nữa mình làm giống nó tốt lắm. Ít có bị liệt chi sao. Nắng quá không thấy được này.